các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Oanh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích từ Hàn Quốc tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Oanh sẽ giới thiệu tới các bạn về một trong những dòng sản phẩm đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng hiện nay. Đó chính là dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc, như các bạn có thể thấy bên cạnh Kiều Oanh. Vâng, thưa các bạn, trong các video trước thì Kiều Oanh đã có chia sẻ táo đỏ là một trong những loại thực phẩm được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng. Không bởi chỉ vì là hương vị thơm ngon cũng như là bổ dưỡng của táo đỏ, mà hơn hết táo đỏ còn chứa rất nhiều các hợp chất dinh dưỡng, các loại vitamin có ích cho sức khỏe. Và như các bạn có thể thấy thì hiện tại Kiều Oanh đang có hai dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô ở trên bàn. Và một loại sẽ là có trọng lượng 1kg và một loại sẽ là 0,5kg. Vâng, và ngay bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu kỹ hơn về công dụng của táo đỏ cũng như là cách sử dụng sản phẩm này như thế nào nhé. Táo đỏ sấy khô thì đã được chứng minh rằng là chứa nhiều vitamin A, vitamin D, vitamin E và vitamin C. Các loại vitamin này thì khi đi sâu vào trong cơ thể không chỉ có công dụng là hỗ trợ tăng cường sức khỏe mà còn có rất nhiều tác dụng khác cho da, mắt cũng như là hệ tiêu hóa của chúng ta. Táo đỏ thì chúng ta thường thấy rằng là được sử dụng rất nhiều trong các món ăn đúng không ạ? Và khi nhắc đến táo đỏ thì chúng ta sẽ nghĩ ngay đến táo tàu. Tuy nhiên thì Kiều Oanh xin được giải thích lại một lần nữa, đó chính là táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc thì mang trong mình nhiều dưỡng chất hơn, đồng thời là có nhiều công dụng tuyệt vời hơn. Và với dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc như bên cạnh Kiều Oanh đây thì được chọn lọc từ những quả táo tốt nhất, có chất lượng tuyệt vời nhất, đồng thời là được sấy ở trên công dây chuyền công nghệ hiện đại cao và đã cho ra đời những quả táo khô đỏ mọng cũng như là có chất lượng tuyệt vời như bên cạnh Kiều Oanh. Và với dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc này thì chúng ta có thể là sử dụng trong nhiều món ăn, chẳng hạn như là chúng ta pha trà táo, chúng ta hầm gà hay chúng ta là nấu lẩu. Và Kiều Oanh cũng xin được giải thích rằng là với táo đỏ thì chúng ta có thể hầu như là được sử dụng được hết trong các món ăn của mình. Táo đỏ thì cũng đã được chứng minh rằng là có các hợp chất hỗ trợ đẩy mạnh sự tuần hoàn máu, đồng thời là giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn và vô cùng hữu ích trong việc là bổ sung dưỡng chất cho những người mà có sức khỏe ốm yếu hay là mới ốm dậy. Và với dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô như bên cạnh Kiều Oanh thì mỗi quả táo trong sản phẩm này thì thớ thịt của chúng rất là dày. Đồng thời nữa là khi mà chúng ta ăn trực tiếp thì có thể thấy là vị ngọt tiết ngay ra trong miệng của chúng ta. Và các bạn cũng hãy nhớ kỹ nhé, đó chính là với dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ thì khi mà chúng ta ăn nó sẽ không bị quá khô, đồng thời là thớ thịt của táo cũng rất là dày và cho vị ngọt rất là tuyệt vời. Và với dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô này thì có thể kể đến một số công dụng như là tốt cho mẹ bầu, bổ sung dưỡng chất cần thiết cho những người mới ốm dậy, những người có sức khỏe yếu, hay là đối với những người già, người cao tuổi bị chán ăn, mất ngủ thì cũng có thể sử dụng sản phẩm táo đỏ này bổ sung trong mỗi bữa ăn của mình để cung cấp dưỡng chất cần thiết, đồng thời là giúp cho họ được ăn ngon, ngủ ngon hơn. Và với táo đỏ thì các bạn cũng nhớ đó chính là chúng ta có thể chế biến được thành món trà táo đỏ, một trong những món trà được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng bởi vì vị của nó vô cùng dễ uống, đồng thời là mang lại những công dụng tức thì. Ngoài những cách chế biến táo đỏ để ăn kèm hàng ngày thì với sản phẩm táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc này thì các bạn cũng có thể là sử dụng trực tiếp. Mỗi ngày chúng ta ăn từ 5 cho đến là 6 quả táo đỏ này. Và Kiều Oanh tin chắc rằng khi mà chúng ta thường xuyên ăn táo đỏ, nó không chỉ là giúp cho cơ thể của chúng ta được khỏe mạnh hơn, đồng thời là còn giúp cho chúng ta được ăn ngon, ngủ ngon hơn và hệ tiêu hóa của chúng ta thì hoạt động được tốt hơn. Và như Kiều Oanh đã chia sẻ rồi, để mua được dòng sản phẩm tốt nhất và chất lượng nhất thì các bạn hãy liên hệ ngay tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là đến ngay cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm táo đỏ sấy khô đến từ Hàn Quốc. Và Kiều Oanh đã chia sẻ rồi, các bạn hãy nắm rõ thông tin nhé. Đó chính là tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ thì táo đỏ sấy khô có hai dạng. Đó chính là dạng hộp 1kg và dạng túi đóng gói như thế này thì 0,5kg sẽ giúp cho khách hàng được thoải mái lựa chọn. Để mua được sản phẩm này thì các bạn hãy ngay lập tức đến các cửa hàng của siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Kiều Oanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.